Chào chị ơi, chị có thể cho em biết chị tên gì không ạ? À, chào mọi người, mình tên là Thảo. À, mình đến từ Bình Phước. Năm nay mình được 31 tuổi. Dạ, trước đây chị có vấn đề gì mà chị cơ duyên nào chị biết đến sản phẩm Alpha Lipid vậy chị ha? À, trước đây thì vợ chồng của Thảo là bị hiếm muộn. Dạ. Thảo cũng có được có những có mấy lần có thai á. Thảo bị lưu. Ba lần là Thảo bị lưu. Dạ. Thì Thảo đi xuống tự vũ á, thì bác sĩ nói là Thảo bị, không phải là do Thảo bị nữa. Dạ. Mà cũng do hai vợ chồng luôn. Là chồng bị gì chị ha? Chồng của Thảo là bị sinh lý yếu. Dạ. Tinh trùng loạn. Thảo thì sức khỏe của Thảo không đủ, không đủ chất á. Đó. Thì bác sĩ đã khuyên và dùng, cũng cho thuốc uống á. Thì cũng nói chung là cũng trông chờ và cũng dùng hết thuốc tây thuốc nam. Thì ai cũng chia sẻ cái sản phẩm gì tốt thì Thảo cũng uống. Mấy năm chị chưa, quá trình đó mấy năm? Thì đứa thứ ba mà mất á là đến đứa thứ tư về sau này á, là em bé mà được 11 tháng bây giờ á, là hơn 2 năm. Hơn 2 năm là mới có bầu lại. Dạ, trước kia mấy đứa kia là bị hư hoài vậy hả? Đúng rồi. Dạ. Thì lúc đó thì lần đầu tiên thì 3 tháng. 3 tháng và đứa thứ hai thì là hơn 2 tháng. Dạ. Và đứa thứ ba là đến 9 tháng 3 ngày là đến ngày sanh. À, lúc đó là chị chưa uống anh phải biết hả chị? Đúng rồi, lúc đó thì chưa dùng. Dạ. Thì khi mà một người ân nhân đã cho Thảo biết được cái sản phẩm này là chị Kim Liên. Dạ. Chị đã chia sẻ là sản phẩm này bổ sung được thứ nhất là kháng thể. Dạ. Và quan trọng nữa là cái vitamin khoáng chất, ví dụ như là mình thiếu chất thì nó sẽ bổ sung cân bằng cơ thể hiện hay vậy ha. Đúng rồi, xong rồi lúc đó là Thảo chị là người tiêu dùng trước. Thảo uống. Thảo uống cho bản thân mình. Thì Thảo cảm thấy rất là khỏe. Sau khi Thảo thấy khỏe thì Thảo mới kêu thôi chồng uống. Thì sau khi chồng uống được 3 lon và lon đầu tiên á, thì chồng của Thảo không có vấn đề hết. Chồng Thảo kêu là bình thường lắm, không có vấn đề hết. Thì sang lon thứ hai thì chồng của Thảo lại bắt đầu buồn ngủ. Và ngủ liên tục. Ngủ liên tục, ngủ ngày rồi còn ngủ đêm rồi ngủ ngày. Thì công việc của chồng Thảo là làm ban đêm. Thì ban ngày không ngủ, nhưng mà vẫn khi mà uống sữa lon thứ hai xong là vẫn ngủ lý bì. Và đến lon thứ ba, hết lon thứ ba là bắt đầu Thảo đã có thai. Thì lúc đó thì mỗi lần mà quan hệ á, trong cái lon thứ ba, lon thứ hai là khi mà Thảo quan hệ thì Thảo cũng cảm thấy khác rất là nhiều. Chồng của Thảo lại có ham muốn hơn. Tinh trùng thì nó không bị trào ra ngoài nữa. Khi mà có bầu á, thì vợ chồng Thảo mới bảo là có kế hoạch là thôi để vợ uống để cải thiện cho vợ và em bé. Đến bây giờ thì em bé của Thảo đã được 11 tháng. 11 tháng mà em bé nó rất là ok. Khỏe không, khỏe mà không bệnh vặt như những đứa trẻ khác. Dạ, bên đây 11 tháng được bao nhiêu ký rồi chị? Em bé hiện tại bây giờ được 13 ký. Chúc mừng chị Thảo nha. 85 cm. Uống sữa có kháng thể, có canxi nhiều, bổ sung cho em bé hồi xưa thời biến dịch khỏe ha. Đúng rồi. Và hôm nay thì chúc mừng gia đình chị đã có một cái niềm vui thật là to lớn, và chúc cho gia đình chị luôn luôn hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn mọi người.